Hello các bác, chúng ta lại tâm sự về chim nhé. À, cái chủ đề hôm nay mình muốn mở rộng một chút về thứ nhất là chúng ta nói về cái con chim này, con yểng này, miền Bắc gọi là yểng, miền Nam là gọi là con nhồng. Một chủ đề thứ hai là mình cũng nói lên cái quan điểm của mình về với động vật nói chung, với những người phá hoại những con động vật nói chung. Đấy, thì mình kênh của mình là một cái, nó không phải là cái gì to tát gì cả, mình chỉ làm ra để vui thôi, vui vẻ, và chia sẻ nói lên quan điểm của mình với cộng đồng thôi. Thì trước tiên chúng ta vào cái chủ đề thứ nhất là chủ đề về con chim này. Theo mình thì buổi trước mình đã làm một video về cách để thuần cái con này, các loài chim, cụ thể hơn là các loài chim, nhưng mà hôm nay mình tập trung vào một chủ đề rất nhỏ về con chim này. Đây là con yểng, mình gọi theo miền Bắc mình là gọi là con yểng. Tập tính của con này thì ở trong rừng thì nó sẽ làm tổ, các xây tổ các thứ là trong những cái lỗ, cái hốc cây, cây bị mục, bị rỗng, cây rất là cao, chọn cây cao làm. Thế nên là các bác mà thả nó ra ấy, thì nó luôn có xu hướng là ví dụ như là mình thả ngoài cửa thì nó cứ chạy vào trong nhà, trong gầm giường, ở cái chỗ nào đó nó rất là hay thích chui chui vào mấy cái chỗ đấy đó. Và thứ hai nữa là con này, tập tính của nó là nó không thích sống ở một cái chỗ chật chội, thích rộng, nó thích một chỗ rộng các bạn, nó thích rộng rãi nhá. Như cái lồng của mình là cái lồng này này thì hơi hơi chật này. Các bác, nhiều bác vẫn nuôi trong cái lồng này, nhưng mà mình thì mình thích, mình sẽ mua cho một cái lồng dài hơn, giờ chiều vuông vuông rộng hơn đó, để nó ở trong đấy. Quan điểm của mình là mình nuôi là mình không nhốt con này, mình luôn thả ra, lúc nào mình cũng thả ra. Thì ở nhà lúc nào là mình sẽ thả ra và chơi với nó đó. Về thức ăn rồi các thứ thì hôm trước mình cũng đã chia sẻ rồi, em này em ấy ăn khá là nhiều, với cả ăn 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 hoa quả các thứ, nhưng mình chỉ nuôi bột thôi, có nhiều bác còn nuôi thêm nhiều thứ khác nhau nữa cho nó ăn bổ, nhưng mà mình thì chỉ nuôi bột, với cả có thêm chuối, đặc biệt là chuối thích ăn lắm đó, các bác thì cho nó ăn. Ok, chủ đề cái tiếp theo nữa, con chim này các bạn muốn cho nó nói, muốn cho nó nói được, thì con này là một cái loài chim rất là thông minh và nó bắt chước khá tốt, nó nói rất là nhanh, học trước là nhanh đó. Con của mình thì nó đang thay lông, nó đang đúng tròn 1 năm thì đang thay lông, nhưng mà nói rất là nhiều, nói sõi đó. À, tốt, thì cái cách để mình dạy cho nó nói thì chúng ta làm nào, thì đây là mình chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi. Thì trước khi các bạn muốn dạy cho nó nói, thì khi mà nó đang bập bẹ ở một cái, ở các bạn để nó ở một góc nào đó không thấy mặt mình chẳng hạn, thì nó đang tập nói, nhiều người thì nói trực tiếp, đứng trực tiếp như này nói chuyện với nó, nhưng mà mình thì mình thấy kiểu này, cách này hiệu quả. Mình sẽ để cho nó ra một chỗ khuất người, cho nó tự nói bập bẹ, xong rồi mình sẽ chen vào những cái câu nào đó mình dạy cho nó, dạy cho nó, thấy chưa? Các bác cứ dạy cho nó một câu nào đó cụ thể vào, đừng nói lan man. À, các bác mà nói lan man thì nó sẽ học rất là lộn xộn. Đó, nhớ nhá, cho tập trung vào dạy cho nó một câu thôi. Theo mình, kinh nghiệm của mình thì tầm 3 đến 4 ngày thì nó sẽ nói được cái câu đó. Còn những con nào thông minh thì nó nói được rất là nhanh. Đó, còn lâu hơn thì 1 tuần thì nó sẽ nói được cái câu mình dạy đó. Nhớ trong lúc dạy nó, các bạn đừng nói linh tinh, chỉ nói một câu thôi. Đó, câu nào mình muốn nói, ví dụ muốn cho nó nói câu như có bác Hồ hoặc là gọi mẹ ơi chẳng hạn, thì chỉ nói dạy đúng 1 câu. Khi nó nói xong câu đấy rồi, biết nó rồi, các bạn mới dạy tiếp cái tiếp theo, không nó sẽ bị loạn. Có nhiều con mình thấy là nó nói linh tai tinh, không ra một cái câu nào cả, nên là nó đấy chính là nó đang bị loạn cái ngôn của mình, không 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 có cụ thể học cái câu nào cả. Đó, thì các bạn nên dạy cho nó như vậy, hoặc là những câu hít sáo chẳng hạn, như câu là câu đấy, thì các bạn chỉ
sử dụng câu đấy, huýt sáo đúng câu đấy, dạy cho nó 3 đến 4 ngày, hoặc là thậm chí con nào kém thông minh hơn thì 1 tuần nó sẽ nói được câu đấy các bạn nhé. Các bạn thử làm đi. Câu của mình, con của mình là nó rất nhiều câu huýt sáo và nói. Rồi hôm nay mình một cái vấn đề quan trọng là mình vẫn phải chia sẻ phải lại với các bạn, đó chính là gì, con này nó thủ rất là dai. Ngày xưa nó hồi còn bé, mình đã làm cho nó một cái chấn động tâm lý, đó chính là gì, làm rơi cái lồng xuống thứ nhất, thứ hai là mình nó cứ bay đi bay bay lại, xong mình có dùng tay mình vỗ vào cái lồng một vài lần, thế là nó sợ mình từ đấy. Mình vẫn sờ vào nó được, vẫn nghịch nó được, nhưng mà khi mà nói ví dụ như này này, ví dụ là người khác đến đây ở gần đây dạy cho nó nói chuyện với nó nói liên tục nó nói, nhưng mà mình có mặt mình là nó không nói. Nên là các bác nên tránh cái việc đó nhá, làm cho nó chấn động tâm lý là nó rất là ghét con này, nó không thích đó, và nó sợ luôn, nó sợ mình luôn, sợ cái người đấy luôn. Nên là các bác hãy cẩn thận, nhưng mà muốn cho có một con chim tốt và hiền, với con khác thì mình đặt cho nó trên tay này, đứng trên tay mình là nó vẫn nói các bác. Và con này cũng thế, nếu người khác đến sờ vào cái lồng và nói chuyện với nó vẫn gọi, nó nói rất là nhiều câu nói sõi luôn, mà mình ở đây nó không bao giờ nói. Các bạn có thể xem những clip mà bạn mình quay, bạn mình ở gần đó, mình sẽ ghi vào đây các bạn xem đấy, Này. nó sẽ nói chuyện như vậy, nó nói rất là nhiều, nó nói đó. Thì các bác để ý nhé, cái việc đó, việc làm cho nó sợ, chấn động tâm lý là rất là ấy. Đó. Rồi tiếp theo là cái giai đoạn thay lông của nó, thì các bác cũng để ý này, cái giai đoạn thay lông của nó thì các bạn đừng cho nó tắm nhiều quá, ngày tắm 1 lần hoặc là hơn thôi, bởi vì cái giai đoạn này là cái lông ống nó đang mọc ra, các bạn cho tắm nhiều nó con là rất thích tắm, nhưng mà các bạn là cứ cho nó tắm là nó sẽ bị đôi khi nó bị cảm, nó bị thấm nước vào cái lông ống của nó, thì nó sẽ yếu con chim, thậm chí là dẫn đến tử vong đó. Dễ trúng gió nữa, con này rất là dễ trúng gió. Cái giai đoạn thay lông này thì mất khá là lâu nha các bạn nhé, mất thậm chí là có những con là mất tháng hơn tháng mới thay. Con này là mình thấy khá là lâu rồi, nó cứ mọc lỗ chỗ, các bạn nhìn thấy không? Cái lông ngực của nó này, đó, cái lông phần ngực, đây đây đây, nó có màu tím tím ở trên cổ là thay rồi, còn đâu chỉ những cái khác chưa chưa thay, đó, nó cứ bạc bạc. Khi nào nó chuyển thành màu đen tuyền, đen tím tím hết, thì lúc đó nó sẽ thì mới mới thay. Còn cái mỏ cũng thế, nó sẽ hết cái nó xanh mỏ vàng hoặc là mỏ màu 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 vàng đậm, vàng pha đỏ, lúc đấy mới là cảm giác chín muồi. Các bạn nhìn thấy nó còn màu vàng non non đúng không? Thì nó đang thay, cái màu màu vàng cũng sẽ chuyển đổi thành màu vàng hẳn, hoặc là vàng có pha đỏ đỏ, lúc đấy là nó mới thực sự là lớn trưởng thành. Đó. Ok, thì thời gian vừa qua mình sẽ đi đến chủ đề thứ hai, là chủ đề về công kích phản kích những cái người mà những cái kênh lớn, hoặc là những cái người mà ủng hộ những cái việc mà bẫy chim, bắt chim. Thực sự bản chất khả năng bản thân mình thì mình phản đối kịch liệt luôn cái việc mà chúng ta bẫy chim, hoặc là đăng những cái kênh clip mà các bạn đi bẫy chim, bẫy những con thú, những con rất nhiều thứ, chúng ta đi bẫy, đi đặt bẫy, và trong khi sau đó các bạn bán những cái bẫy này, bẫy chim bìm bịp, bẫy cuốc này, hoặc là dùng lưới để bắt cuốc và đăng lên kênh YouTube mà được rất rất nhiều người hưởng ứng cái việc đó. Mình cực kỳ buồn và xem những cái video như thế. Mình nuôi chim vì đam mê, mình nuôi nhưng mình không hề nhốt nó nha các bạn nhé. Nhớ mình nuôi là mình nuôi nó khi mà nó muốn đi, mà nó không thuần được thì mình sẽ sẵn sàng mình thả nó đi, nhưng mình không bao giờ gọi là như kiểu ngược đãi nó bao giờ. Đó, mình nuôi như con này cũng thế, con này mình không làm gì hết, sau nó lớn lên nó mà không thuần được nó đi thì mình sẽ sẵn sàng mình thả nó đi. Thì còn một số người thì chúng ta làm những cái bẫy này, bìm bịp này, rồi bẫy khiếu này, chim khiếu này, cô gáy cuốc này, các thứ, chúng ta làm bẫy đặt lên, đặt dạy cho cách làm bẫy để bắt con này con kia, thực sự là một cái phá hoại thì đúng hơn. Mình có thể cho các bạn xem một số hình ảnh đây, đặt bẫy chim này, đó, bìm bịp này,
bẫy rất là nhiều loại chim khác nhau đó, hoặc là một số cái kênh lớn chúng ta, kênh lớn để chúng ta thấy rất là nhiều người ủng hộ những cái kênh đó. Đó, có nhiều kênh các bạn thấy chưa, họ ủng hộ rất là nhiều những cái kênh như thế, mà nó mình không hiểu tại sao vậy, chỉ ý thức của các bạn lại kém đến mức độ vậy mà các bạn không lên án. Đó, thấy chưa? Đấy, đây là những cái một số cái kênh các bạn có thể xem qua nó tệ đến mức độ nào về ý thức của những đại bộ phận một người đó. Chúng ta nên là yêu quý nó các bạn, các bạn hãy tưởng tượng nó ở trong tự nhiên rất là đẹp đó, chúng ta đam mê, chúng ta thích nó, chúng ta mang về nuôi. Khi mà thuần được thì chúng ta sẽ thuần, còn không được thì chúng ta thả nó đi. Đó, thấy chưa? Đó, nó đẹp như thế này cơ mà. Chúng ta không nên nhé, không nên bắt hại, giết hại nó làm gì cả. Rồi phải tội với nó. Đó. À, mình xin phép kể một cái câu chuyện nhỏ mà mình không tin về tâm linh các thứ đâu, nhưng mà mình cứ thấy nó thật thật kiểu gì ấy. À, mình chứng kiến thật sự là mà người nhà và người ở quanh trong trong khu mình luôn. Thứ nhất là mình có một ông chú ruột luôn, thì chú này là chú ấy, từ bé mình sinh ra, mình lớn lên mình ở cùng nhà chú, và sau lớn lên chú ra ở riêng, thì mình thấy chú là một cái người gọi là lúc nào cũng trong người cũng sẵn sàng để đi chém giết mấy con này con kia. Ví dụ như là đi lúc nào con người cũng có một cái dụng cụ để bắt, để bắn, để giết mấy con chuột này, mấy con sóc này, hoặc là mấy con ếch, con nhái này, các thứ. Thậm chí là chú đi đặt bẫy những con động vật như là lợn, con lợn rừng này, nai hoãng các thứ này ở trong rừng ấy. Thì lúc nào chú cũng thấy chú bắt được rất nhiều, nhà mình ở khu rừng, thế nên là chú ấy đi làm bẫy từ bé, đặt giết con này con kia rất là nhiều. Đó. Và thời gian những cái năm phát triển hiện đại đến đây thì nó không có những con vật đấy nữa, con thú nữa, thì chú ấy chuyển sang đi dùng cái kích điện đi kích những con cá. Đó. Thì có lúc nào trong tâm thế là giết mổ giết chóc, thì một ngày nào đó thì chú bị cái điện kích điện đó nó giật cho sẽ là chết, sấp mặt úp mặt xuống dưới nước ở dưới suối đó. Thế là chú bị, đấy là chú ruột của mình bị mất. Thứ hai nữa là một người cũng bằng tuổi mình cũng ở trong làng, thì cũng tương tự như chú ấy, cũng là người lúc nào trong tâm thế cũng sẵn sàng giết mổ ăn con này con kia, lúc nào cũng thế. Thế là một hôm ông này đi bắt những cái con ếch, con nhái gì ở trong suối, sao là bị trượt chân rơi xuống một cái thác, người chết vỡ hết đầu, óc rơi tung tóe. Đó. Thứ hai là cũng bằng một người nữa, cũng trong tâm thế, cũng ở trong làng mình, giết chết chóc. Thì ông này cũng đi đánh cá, thế là ông ấy cũng bị chết úp mặt xuống dưới suối, dưới đập, một con đập. Đó, trong tâm thế là ông ấy uống một chút rượu vào thì bị đột tử hay gì đó, ông chết. Đó. Và một người bạn thân của mình ở trong làng cũng tương tự, cũng đi bắt bẫy sóc rồi bẫy con này con kia, thì một hôm ông đi, ông trèo trên một cái cây đi với hai người, thì ông kia là thấy một cái cây thì ông chặt cái cây đó, cái ông đi cùng với ông bạn mình ấy chặt cái cây đó, thì cái cây đó nó đứt một phát, xong nó chọc một phát thẳng vào ngực, bụng thủng bụng về phía sau, thì cái ông đi cùng chết. Xong ông bạn mình thì suốt ngày ốm đau, bây giờ nằm liệt giường, nằm ở nhà đó. Thế thì mình thấy là một câu chuyện nó nhỏ thôi, nhưng mà nó là một cái sự những người hay giết chóc, giết những con này con kia, các bạn để ý thực sự mà xem, kiểu gì cũng có tội. Gần gũi mình nhất là những người mà chuyên giết chó, các bạn, những người chuyên giết thịt chó, thịt lợn nhá, đặc biệt là chó, thì các bạn y rằng cái người đó đi đâu, cái sát khí đi đâu, con chó nó cũng sủa lên, mà người khác tại sao người đi bên cạnh nó không sủa, mà nó cứ đè sủa ông đấy, người đấy đó, các bạn để ý cái việc đó. Mình chia sẻ nhỏ với chúng ta một chủ đề nó khá là rộng, nhưng mà ở đây có điểm chung đó là động vật chúng ta nên yêu thương nó. Nhưng con có hại không nói gì, những cái con mà nó đáng thương như này thì chúng ta không nên giết nó. Nó hiền, nó ngoan, đúng không? Thì mình hy vọng là mình nhận được những cái sự đồng cảm từ rất là nhiều các bạn.
Đó, chúng ta hãy xây dựng nên một cái môi trường rất là xanh sạch đẹp. Bây giờ rất là nóng được cuộc sống này. Chào và hẹn gặp lại các bạn.